đội nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2020, ra quân quyết đánh thắng. Là lần thứ ba quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia Army Games do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì tổ chức. Hiện nay, những công tác chuẩn bị và huấn luyện đang được quân đội ta thực hiện khẩn trương và nhanh chóng khi thời điểm phải tập trung sang nước bạn đã đến. Hội thao quân sự quốc tế Army Games là một hoạt động quân sự thường niên được khởi xướng bởi quân đội Nga từ năm 2013 cho đến nay, mỗi năm tổ chức một lần. Cuộc thi là nơi cho Nga và các nước đồng minh cũng như các nước thân thiện với Nga có một sân chơi cọ sát quân sự, tăng cường tinh thần ngoại giao, đoàn kết giữa các quân đội với nhau. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức từ 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 tại thao trường của 10 quốc gia như Nga, Trung Quốc, Belarus, Mông Cổ, Kazakhstan với hơn 200 đội thi đến từ 32 quốc gia đã đăng ký. Trong đó, có cả những đội thi đến từ các quốc gia đang có chiến tranh, cho thấy cuộc thi đã trở thành nơi lý tưởng cho chủ nhà Nga thể hiện ảnh hưởng ngoại giao quân sự. Các đội thi tham gia Army Games 2019 tại thao trường ở Trung Quốc. Do sự hoành hành của COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới, để đảm bảo an toàn, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một số cuộc họp để hoàn thiện và công bố lịch trình như sau. Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8, các nước tổ chức nhận các đội thi và kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện sớm virus nếu có và thực hiện biện pháp cách ly. Từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 8, tiếp quản và phân phát vũ khí tiêu chuẩn theo thể lệ cuộc thi cho các đội thi nhằm huấn luyện trước với khí tài. Một binh sĩ Trung Quốc đang được dìu bởi các quân y thuộc Hải quân Nga trong một phần thi của Army Games. Các loại vũ khí cấp phát đều phải được đảm bảo kiểm tra nghiêm ngặt cũng như tiêu độc khử trùng cẩn thận. Tiếp theo đó, trong thời gian này cũng sẽ tiến hành bốc thăm chia nhóm, trọng tài và học về thể lệ cuộc thi. Binh sĩ lực lượng lính dù mũ nổi xanh Nga biểu diễn tại buổi khai mạc Army Games. Trong ngày 23 tháng 8, lễ khai mạc cuộc thi sẽ được tổ chức với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Thứ trưởng Quốc phòng Nga giữ vai trò lãnh đạo đội tuyển nước nhà tham dự cuộc thi lần này. Tổ chức cuộc thi và kết quả đạt thành công trên đấu trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quân đội Nga trong nửa cuối năm nay. Phần thi xe tăng tại Army Games luôn là phần thi được mong chờ nhất. Về các nội dung thi, năm nay chỉ có 30 môn được đưa vào hội thao, ít hơn 2 môn so với năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã mở ra một trang web đặc biệt để mọi người có thể tìm hiểu chi tiết các quy tắc và tiêu chuẩn trọng tài của các môn thi khác nhau. Binh sĩ Trung Quốc tập luyện cho Army Games. Về phía quân đội Nga cho biết, để có thể được lựa chọn vào quân đội đại diện cho quốc gia tham dự hội thao lần này, đó là vô cùng khắt khe và có hơn 440.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tuyển chọn, gấp 8 lần con số binh sĩ tham gia năm ngoái. Lục quân Nga chủ yếu sẽ tham dự tại 7 nội dung thi, Hải quân Nga sẽ chủ yếu tham gia 2 nội dung và Không quân Nga sẽ tham gia 3 nội dung. Xe tăng T-72B3 của đội tuyển Nga tại nội dung đua xe tăng Army Games 2019. Việt Nam sau kỳ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 là thành công vang dội với nhiều thành tích cao. Năm nay, quân đội ta tiếp tục cử đoàn tham gia, đồng thời gửi các đội ở những nội dung mới như pháo binh, chó nghiệp vụ. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo hội thao Bộ Quốc phòng tặng hoa cho các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Games 2020. Đáng quan tâm nhất là đội tuyển xe tăng, với việc đưa vào hoạt động các xe tăng T-90SSK vốn được phát triển từ xe tăng T-72 với nhiều tương đồng trong hệ thống lái và hỏa lực, chúng ta đang đặt kỳ vọng rất lớn vào lần thi năm nay sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa sau huy chương bạc năm ngoái ở nội dung xe tăng. Hiện nay, những công tác chuẩn bị và huấn luyện đang được quân đội ta thực hiện khẩn trương và nhanh chóng khi thời điểm phải tập trung sang nước bạn đã đến. Hy vọng các cán bộ chiến sĩ của quân đội ta năm nay sẽ đạt thành tích cao trong các môn thi, xứng đáng với niềm mong mỏi của người hâm mộ nước nhà, đồng thời càng thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy trình độ tác chiến của binh sĩ Việt Nam là vô cùng đáng nể phục. Đội tuyển quân y chuẩn bị trang bị cho phần thi tại Army Games 2018. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.